chính điều đó mà chúng ta đang chuẩn bị vào thời điểm 31 của Việt Nam. Và chúng tôi hy vọng rằng các vận động viên phát huy mới đội tuyển quốc gia này thì điều 31 và có thể thành công. Xin cảm ơn những lời chia sẻ của ông. Và thưa quý vị, ngay bây giờ mình sẽ nghe bài được phỏng vấn ông Trần Thế Thường. Xin giới thiệu đến quý vị ông Trần Thế Thường, thành ủy viên, giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa ông có thể chia sẻ những cảm xúc của mình khi mà những giải đích đến để chào đón thành viên hôm nay không ạ? Có thể nói là những cách làm viên của bạn tôi thấy rằng mình đã dùng này để báo cáo trước hội đồng thành phố là tốt.